Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình airdrop nhận khoảng 50 đô tập càng don. Nên tất cả các bạn, chương trình airdrop này nó sẽ end 3.000 người và sẽ phong phối vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 chạy trên tảng EC20 nha các bạn. Để tham gia chương trình airdrop này, mọi người phần link mô tả mình làm nhiệm vụ các bạn. Đầu tiên các bạn cho anh chào tên Telegram group nữa. Rồi đây thì bạn join vào các bạn. Đây mình đã join rồi. Hiện giờ tại có 1k5 mà. Còn 1k5 nữa các bạn. Rồi các bạn cũng bắt đáp lợi Twitter thì bạn follow vào Twitter các bạn. Bạn nhấp vào Twitter nữa các bạn. Có hai nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi các bạn chờ nó chuyển sang Twitter của mình chút xíu nha các bạn. Twitter thì các bạn follow nữa các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn like và tweet bài viết đã ghim nó nghe các bạn. Các bạn like nè. Rồi các bạn tweet lên nha các bạn. Cái này sau sáng máy chạy các bạn. Rồi các bạn tạm ba người bạn mình vào nha tất cả các bạn. Rồi các bạn ba người bạn anh thì retweet lên nha các bạn. Rồi sau khi các bạn retweet xong các bạn cũng bắt đáp lại nha các bạn. Các bạn trả về một cái link form, các bạn điền dưới đây là đầu tiên địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi thứ hai là username Telegram, các bạn mở Telegram ra các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi U Telegram username U Twitter username dòng đầu thì Twitter nha các bạn. Mình lộn các bạn, chữ dòng chữ nhỏ quá. Cộng MMO của anh nha các bạn. Dòng thứ hai thì username Telegram nha các bạn. Các bạn mở Telegram của mình ra nha các bạn. Các bạn vào setting thì gặp username các bạn thôi. Tiếp theo là địa chỉ EC20 trên ví trúc wallet nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ NH của mình nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ NH của mình nha các bạn. Các bạn cũng chơi thêm form mã địa chỉ thác của mình vào đây nha các bạn. Rồi dòng thứ đây thì dòng thứ ba là Instagram US thì các bạn điền cho mình @anh1143 nha các bạn. Rồi các bạn gì bấm gỡ là xong các bạn. Vậy video mình sẽ đến đây cũng kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.